Còn đây là cây bạch hổ. Còn cây này là cây huyền vũ. Còn cây này là cây chu tước. 22 đá và 9 bàn vẽ. Dễ mà. Ôi nhanh quá hả? Quay nhanh như trước. Các bạn ơi, hiện tại thì chỉ có 25% bạn trên kênh của mình bấm vào nút đăng ký, 74% bạn còn lại chỉ xem nhưng chưa bấm vào nút đăng ký. Trước khi xem video, các bạn nhớ bỏ ra 3 giây bấm vào nút đăng ký, nút like, nút chuông để mỗi lần mình ra video, các bạn sẽ được cập nhật thông tin sớm nhất nha. Thằng cháu em cùng bán xưa đầu nành. Hả? Thằng cháu em nô đạp chiếc xe màu xanh. Cái gì vậy? Ôi cháu em ngày xưa đó bán xưa đầu nành và đạp chiếc xe màu xanh 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 xanh. Wow, vòng quay bay màu chúng ta sẽ có gói bạch hổ. Nay thì mình sẽ lấy gói bạch hổ luôn nha. Bỏ hai thứ không cần thiết ra. Thứ nhất là cái này. Cái này hai thứ này mình có rồi nha các bạn. Hoặc là cái này cũng vậy. Mình sẽ lấy mấy cái phần còn lại. Xác nhận nè, quay nè. 9 kim cương ra bộ đồ. 9 kim cương ra bộ đồ. 9 kim cương ra bộ đồ. Ui, ra cái gì không vậy? Ra bán lướt nè. Mặt nạ nè. Ồ, mấy cái này có hết rồi mà. Wow, ra bộ đồ. À, chảo huyền vũ. Ngon xịn. Ra bộ đồ luôn. Ui. Sắc 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 sắc. Ui, hành động. Lượt. Ui. Amazing, good job. Mở trang bị nhanh liền. Amazing, good job em. Wow, hồng quay kim cương hả? Con này dễ thương quá các bạn ạ. Nhưng mà nhìn nó dơ dơ sao á. Nhìn nó dơ dơ sao. Thôi quay đại luôn đi. Vé miễn phí mà. Mình có 169 vé miễn phí mà. Quay cỡ nào mà không ra. Cái chuyện này mình thua. Ra rồi nè các bạn. Trời ơi, bàn tay vàng trong làng quay súng. Bốc phét ít thôi. Kinh không anh em? Có nghe con cá mập liền. Rồi tiếp theo chúng ta đến với M60. Đây là cây thanh long. Còn đây là cây bạch hổ. Còn cây này là cây huyền vũ. Còn cây này là cây chu tước. 22 đá và 9 bàn vẽ. Dễ mà. Ôi trời ơi. Ôi nhanh quá hả? Quay nhanh như trước. Bụi vui lắm hả cười? Ừ, chắc là mình sẽ lấy cây chu tước này. Wow, nhìn nó giống như khẩu MAG-7 ghê các bạn ạ. Thật sự rất là giống cái khẩu MAG-7 luôn á. Không khác gì khẩu MAG-7 cả. À thế à. Rồi đến cây này huyền vũ. Nhìn lé con mắt hả? Huyền vũ, nhìn cũng đẹp á. Ôi nhìn đen đen quá. Rồi đến cây này là cây bạch hổ. Wow, cây này là cây thanh long. Cây này ổn quá à, thề. Rồi đến phần đổi huy hiệu thì chúng ta sẽ có má chọn một trong ba hả? Để coi coi có cái gì. Cây này cái gì đây? Nani? Hồng ngọc hả? Hả? Ui skin súng hồng ngọc kìa các bạn. Một tầm xa, một xuyên giáp. Oh, từ skin súng hồng ngọc coi có chưa đã. Cây này mới lấy rồi nãy. Bây giờ đến cái skin súng thì chắc là tiểu liên. Ôi chưa có hồng ngọc các bạn ạ. Skin súng chưa có hồng ngọc. Bắt buộc phải lựa chọn hả? Cây tươi nhờ. Hồng ngọc hay bông keo đây? Skin súng nhìn cũng đẹp. Không biết khi nào cây này mới ra lại. Ai mà biết được. Bông keo thì mình nghĩ là rất là ít khi ra lại các bạn ạ. Bông keo mình nghĩ rất là ít khi ra lại. Nhưng skin súng thì ra thường xuyên. Đúng này. Wow, rất là nhiều người kêu mình lấy bông keo. Thôi chọn theo số đông đi. Ok, trang bị nhanh luôn. Huy hiệu thời trang S nhận đồ siêu xịn. Làm sao để kiếm được huy hiệu này ta? Ai mà biết được. Wow, huy hiệu đỏ nè. À, đây rồi. What? Trời, ít huy hiệu đỏ dữ vậy. Rồi, coi đủ chưa? Trời ơi, 59 cái. Nani? Ô, nội ơi, 59 cái mọi người ơi. Không phải 59, 129 cái. What the fuck? Trời ơi, cái quần què gì vậy? Trời thế sao mà trời mới có 88 cái à. Mình nhìn nhầm các bạn ạ. Chùa quá, 88 cái. 4, 94.
94 rồi nè. 96. À, 21. 27 cái rồi nè. Rồi đủ luôn. Ăn đồ. Mở. Tí mở sâu nha mày. Có đồ rồi đó. Rồi đồ này có luôn rồi nè. Mà cái này làm gì? Hả? Cái này tôi có từ đời nào rồi, đời Napoleon khủng long còn mặc quần đùi rồi. Ôi trời ơi. Ba cây súng. Phải làm TikTok được nè mọi người. Đấy các bạn quay lại màn hình mình bấm như thế này các bạn làm TikTok nè. Tưng 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 tưng. Chào mấy cái sao của tôi đâu. Đây. Chuẩn bị nhanh vào. Phần lựu đạn thì chúng ta có bom keo. Xong hết. Bây giờ vào bắn thôi, vào đơm thôi các bạn. Ui xinh lắm mọi người ạ. Hay đấy. Ui. Thật là thật chân. Ui long trời lở đất luôn á. Cái này là gì vậy? Cục xì lầu ông Black à? Ai mà biết được. Đâu? Đây. Chịu thôi. Ui đâu vậy? Đâu, ui! Đâu, ui! Không thấy gì ui! Được. Đâu, cái ui! Gì? Ok. Đâu, thấy gì chưa? Cái gì đây? Ui cái gì vậy? Em không thấy cái gì hết trơn á, em chả hiểu cái gì chưa. Hộp kẻ triệu hồi à? Ủa rồi sao? Đê. Ai lấy cái huy hiệu rồi? Tút đi, anh tút đi. Anh lấy huy hiệu của em rồi. Ờ? Hộp kẻ triệu hồi là cái gì đây mọi người? Của ai cũng được nhặt được mà có ép không nhặt được ép đi dây vào à, lại rồi đi. Rồi được rồi có rồi có hòm hòm ui rồi, cái hòm này sao dùng mẹ cái đào được chỉ lần thôi đúng không, cái củ chuối này thì được cái gì nhỏ xíu tưởng đâu giống cái cổng hồi đợt thì nhìn nó xịn sò con bò phết còn bây giờ nó xấu quắc à. Ủa nhắn ở đâu để rồi. Dùng cái hòm đây à, chắc tôi ra ngoài chứ anh có dùng được trong game đâu mẹ xấu thế tưởng đâu tưởng đâu lên cái cổng. Cái cổng em bị bệnh mới thấy đẹp hơn cái cổng á cho mọi người có chiếc này nè lái không đây chiếc này nè chiếc này sẽ à siêu xe khổ đang được lấy le và cả tự nhiên thấy bốp phát đầu nhỉ. Wow. Mình có hai chiếc nè. Wow cứ gì ạ này xem này xem xe anh này đứng rồi. Hình như nó cháy rồi xe của anh thấy xe của anh không? Em đốt xe như đốt giấy à, thấy không thấy à? Ừ, anh rồi, anh chớp mất rồi. Đúng là cái xe đẹp nào cũng có gai. Cái gì vậy? Chảy máu rồi nè. Chảy máu rồi. Em xem cái này chưa? Em xem chưa? Đúng là bông hoa đẹp nào cũng có gai. Chảy máu rồi nè. Mọi người thấy chưa? Kết quả của việc đút TikTok quá 180 phút rồi nha. Giờ chạy 567 thật. Ở những mất. Không, mình phải hạ tông xuống. Đúng, nó hồi sinh nhau rồi, nó càng lớn như thế. À, vậy này nè. À, nó hồi sinh xuống kìa mọi người. Đúng vậy, bông hoa đẹp nó cũng có gai. À, chạy máu rồi nè. Ê, cái lồng đèn gì ở trong đây vui lắm nè. Trên này là... Bên trên, nó bên trên tầng. Hai thứ, gửi nhau màu đỏ. Wow. Có hai thằng ở chỗ xác của Jinsu, hai thằng ở trong xác Jinsu có giáp gì không Jinsu? Xác Jinsu có hai đứa. Đâu thấy rồi nè. Đang chết lại tại bề đấy cái nhá. Anh đang. Ờ, còn thằng ở dưới nha, còn thằng ở dưới nha, trong này chạy xuống nhà gỗ phía dưới rồi. Ok. Nó gạt đúng không? Hay là chưa, còn ở dưới nhà. Ê, chạy qua kìa. Thằng keo kìa. Thằng đó yếu, trong nhà đó yếu luôn. Có thằng, hai thằng trong nhà đó luôn anh. Cover em nha, em qua em hốt tụi này á. Đó đâu, mua bạn có đồ đấy rồi đi. Anh đục keo giùm em đi, đục vào trong đó giùm em. Rồi. Về. Về quá vậy? Nói em hốt cái tụi này mà. Oh, bên kia có người kìa. Sao sao sao? Hướng ngay cho mình. Hay thế. Ba thằng đó không biết nha. Vừa nãy mấy thằng ở đây nó bắn ai ở ngoài bo em ạ? Vị trí hướng nờ đúp đúng không? Ờ, khoảng đấy. Nó đang bắn ai, nó quay đi lại mà. Nờ đúp. Ờ, có keo nè. Không, keo này là chúng nó đặt lúc anh bắn. Ờ, nờ đúp nè. Nó bắn ai ấy. Nờ đúp có keo đỏ.
nhưng mà không thấy tụi nó. Ôi, một đống mâm keo luôn á. Vậy là không phải okay. Hướng này rồi. Nên là mọi người hai đứa cho em. Ok, anh thấy. Trời ơi, đặt cho anh đi á. Để em xuống luôn cho. Đợi anh nha. Hai đứa hả? Hai. Ok. Để em anh Tú. Anh đục keo cho em mà. Anh đục keo hay anh đục nó? Anh đục keo, còn thấy anh có được bạn nào hay anh quá. Trời ơi. Rồi hay quá Tú ơi. Để anh cứu ra. Rồi tính dậy rồi. Okay. Anh đục keo cho em mà chứ anh mà đục chúng nó thì chúng nó chết hai thằng lâu rồi. Mi nắng là nắng xuông, xuông nắng ly, ly nắng xuông.